Ăn chay ngày càng phổ biến hơn, không chỉ vì tiết kiệm, mong muốn giảm cân hay chống lại bệnh tật, mà khuynh hướng chính là thưởng thức những món ngon chế biến mới lạ hơn từ thực vật. Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách đã đến nhà hàng chay An Lạc Duyên ủng hộ trong thời gian qua. Để sư cô có đầy đủ phương tiện, điều kiện làm từ thiện, mong giúp đỡ cho tất cả những người kém may mắn trong cuộc sống. Đồng thời sư cô cũng mong tất cả quý khách khi đến đây ăn chay, bởi những món ăn chay tinh khiết, nhẹ nhàng, bổ dưỡng, chỉ nấu bằng rau, củ, quả và trái cây tươi để tạo thành nước súp mà không dùng bột ngọt 100%. Mong quý khách ủng hộ tiếp tục. Đến với An Lạc Duyên, quý khách sẽ cảm nhận được cảm giác an lạc qua những phong cách trang trí đậm nét Phật giáo và cũng là nơi hẹn ấm cúng cùng gia đình và người thân. Tọa lạc trong khu phở House 99 ngay sau lưng phở 86. Chúng tôi nhận đặt các loại tiệc và giao tận nơi. 714-534-4400, 714-534-4400. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.